ekip của series phim Kẻ Độc Hành. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến tất cả các quý báo chí, quý anh chị em cũng như là tất cả toàn thể khán giả đang có mặt tại nhà Anh Mon ngày hôm nay ạ. Dạ, chào đầu ơi, chào chị đầu ạ. Xin chào tất cả mọi người. Thật sự thì cảm xúc của em bây giờ rất là hạnh phúc và vô cùng phấn khích. Thật sự thì từ nãy đến giờ là trước khi đến với cái buổi họp báo này là em rất là run. Là cũng khá là lâu rồi em mới tổ chức họp báo cho những sản phẩm cá nhân như vậy. Thì em cứ sợ là khán giả quên mình đi. Cho nên là ngày hôm nay mà thấy mọi người có mặt đông đủ như vậy thì như em bị xúc động á, em biết được rằng là tất cả mọi người vẫn còn rất là yêu thương em và ủng hộ em ạ. Em có đọc những comment dưới trailer mà em post lên YouTube đã thấy mọi người yêu thương và chờ đợi những cái sản phẩm chất lượng của em như thế nào. Nhưng mà cái cảm giác hôm nay rung giống cảm giác em bỏ 4 tỷ ra để em làm một cái web drama Ai Chết Giơ Tay hồi xưa không? Chỉ để chiếu mạng thôi. Dạ y chang như vậy luôn á chị. Lần này là nhiều tiền hơn đúng không? Dạ nhiều tiền hơn nữa. Cho nên là sợ lắm. Tại vì mình sợ là mình đã bỏ tâm, bỏ sức, bỏ công, bỏ thời gian cùng với rất nhiều anh em trong đoàn. Và em rất là thương mọi người thương em lắm luôn. Mới có thể đi đến cái chặng đường cuối cùng là ngày hôm nay là sắp sửa được trình làng bộ phim rồi. Là mọi người nói chung là cực lắm chị ơi, rất là cực. Một bộ phim này em đã ngâm hơn một năm trời. Biết hậu kỳ thôi hả? Hậu kỳ hơn một năm trời. Dạ, lần trước thì mình bỏ 4 tỷ mình thu về hơn 111 triệu lượt view cho web drama Ai Chết Giơ Tay và 60 tỷ cho dự án điện ảnh Pháp Sư Mù. Dạ. Vậy lần này mục đích của mình là gì? Em có thể bật mí cho mọi người luôn được không? Dạ, với bộ phim Kẻ Độc Hành này em muốn mang đến cho tất cả mọi người một bộ phim cũng như là một cái nơi chiếu phim mà mọi người được tập trung xem trọn vẹn những cái thước phim cũng như là tâm sức của tất cả anh em ở trong đoàn muốn gửi gắm tới. Thì đó chính là một trong những cái mong muốn của em khi mà em thực hiện cái dự án Ai Chết Giơ Tay Kẻ Độc Hành này, là em đã gửi thông tin lên vũ trụ là với bộ phim này chắc mình sẽ tìm một cái nền tảng chiếu phim nào đó để mà mọi người có thể tập trung ngồi xuống và đầu tư cái không gian phim cũng như là cái nơi mà mình xem phim cho nó trọn vẹn nhất có thể, và mình cũng có thể mang đến tất cả những gì đó trọn vẹn của mình trong cái khung hình bộ phim đó. Và rất là may vũ trụ đã lấy được thông tin của em và gửi về cho em một cái tin rất là vui là bộ phim của mình đã được Netflix chấp nhận phát hành ở toàn châu Á. Đây là một trong những bộ phim đầu tiên xứng đáng một tràng pháo tay thật lớn của mọi người ạ. Và tiếp theo sau đó không chỉ là Kẻ Độc Hành mà những ekip khác cũng sẽ có rất nhiều những cơ hội hợp tác với Netflix. Em có sẵn sàng kết nối với Netflix hay không? Dạ đương nhiên ạ. Tại vì bản thân em cũng rất là bất ngờ khi là mình là một trong những người đầu tiên được làm việc với Netflix và đưa bộ phim rất là mang văn hóa Việt Nam của mình về đề tài tâm linh để mang đến cho người Việt Nam mình xem và rất là đông đảo khán giả ở toàn châu Á xem. Và kế hoạch để phim xuất hiện trên Netflix là có từ rất là lâu rồi đúng không? Hay là em chỉ mới nghĩ ra ý tưởng gần đây? Dạ, cái đó là ấp ủ. Giống như hồi nãy mới vừa chia sẻ lúc mà quay bộ phim này là em đã gửi thông tin rồi và em cũng đã mon men đi tìm hiểu rồi, thì lúc đó là Netflix vẫn chưa phát triển cái thị trường phim ở Việt Nam. Thì có như mình để ở đó thôi, mình cứ cố gắng mình làm tốt nhất có thể. Thì đối với em thì chiếu ở bất kỳ nền tảng nào cũng được, miễn là mình hết tâm hết sức cho cái bộ phim của mình. Thì khi mà em về em hậu kỳ được 2 tập đầu tiên rồi đó nha, thì lúc đó Netflix cho em có thông báo là đang tìm một bộ phim Việt Nam. Mừng quá chị ơi. Lúc đó là em đưa cái bộ phim của mình lên liền cho Netflix xem 2 tập. Thì khi mà Netflix xem 2 tập xong thì Netflix ok chấp nhận là sẽ phát hành bộ phim này ở trong Việt Nam thôi. Rồi sau đó em làm hết 8 tập luôn, em gửi cho Netflix xem xong là Netflix chấp nhận là phát hành toàn châu Á luôn. Đây là một tin mừng không chỉ cho series Kẻ Độc Hành mà ngày 21 tháng 10 vừa qua mình cũng nhận được tin vui, đó là Pháp Sư Mù nè, và đặc biệt là Ai Chết Giơ Tay cũng được xuất hiện trên Netflix. Dạ đúng ạ, ở Pháp Sư Mù và Ai Chết Giơ Tay phần 1 sẽ được phát sóng trên Netflix nhưng mà ở khu vực Đông Nam Á thôi chứ chưa phải là toàn châu Á. Và để tiếp tục niềm vui này, Hà Trinh xin mời mọi người sẽ dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón cùng đứng cạnh Huỳnh Lập ngày hôm nay là dàn diễn viên chính của